chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Kiều Minh Tuấn đưa An Nguy về quê nghỉ lễ 2 tháng 9, bỏ Cát Phượng lẻ bóng một mình. Thưa quý vị thính giả thân mến, những câu chuyện về Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, An Nguy vẫn đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Những ngày qua, câu chuyện cặp đôi tình chị em Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay vì có người thứ ba xuất hiện được đồn là An Nguy đang thu hút sự chú ý. Trong khi mọi người còn hoang mang khi ông nói gà, bà nói vịt, thì mới đây lại có biến mới xảy ra. Cụ thể, sáng nay ngày 3 tháng 9, một trang tin đã bất ngờ đăng tải bài viết tiết lộ chuyện An Nguy về quê Kiều Minh Tuấn nghỉ lễ dịp 2 tháng 9. Trang này cho hay dịp 2 tháng 9, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng không bên nhau vì về quê. Kiều Minh Tuấn còn đem theo cuốn cưng ra tắm biển. Theo nguồn tin riêng, sau đó Kiều Minh Tuấn di chuyển tới nhà thờ Phước Bình và độc giả cũng gửi ảnh cổ An Nguy có mặt tại đây. Như vậy là cả hai đã cùng có mặt ở một địa điểm tại Vũng Tàu, quê hương của chàng trai họ Kiều. Sau khi thông tin này được hé lộ, cư dân mạng vô cùng xôn xao và bất ngờ. Mọi người đều trông chờ phản ứng của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, nhưng cả hai không có bất cứ động thái nào kể từ khi tin đồn này xảy ra. Tuy nhiên, theo nhiều người, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Bởi trước đó, khi Cát Phượng chia sẻ hình ảnh tự sướng của mình lên trang cá nhân, nhân dịp ngày 2 tháng 9 nghỉ lễ, Kiều Minh Tuấn vẫn vui vẻ gửi hình cuốn cưng vào comment. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Kiều Minh Tuấn còn tiết lộ về chuyện đi chơi nhiều. Có ý kiến cho rằng, việc người hâm mộ bắt gặp An Nguy và Kiều Minh Tuấn tại một địa điểm ở Vũng Tàu có vẻ như chỉ là sự trùng hợp vô tình. Tuy nhiên, thực hư như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Trước đó, An Nguy bất ngờ trở thành cái tên xuất hiện trong những tin đồn liên quan tới chuyện Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trục trặc tan vỡ. Mặc dù phía Cát Phượng cho biết 100% không có chuyện đó. Bởi đây nhất trong buổi gặp gỡ, anh em đoàn phim trong dịp mừng sinh nhật lần thứ 32, An Nguy còn gây sóng gió khi một tay cầm điện thoại của Kiều Minh Tuấn nói chuyện điên đảo, tay kia để lên đùi anh rất tự nhiên. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lên tiếng về tin đồn rạn nứt. Quý vị thân mến, cả hai nghệ sĩ đều khẳng định chuyện chia tay chỉ là do tin đồn. Cát Phượng cho biết nếu chia tay thật thì chính cô sẽ là người đưa ra thông báo. Còn không, mọi người hãy cứ yên tâm là họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Quý vị thân mến, tối ngày 29 tháng 8, buổi công chiếu phim điện ảnh Hoán Đổi diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh có sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ. Nghệ sĩ Cát Phượng và diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng góp mặt để ủng hộ cho đoàn phim. Tại đây, họ đã có những chia sẻ về tin đồn chia tay gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Trước đó, theo thông tin lan truyền rầm rộ trên mạng, việc cặp đôi chị em đã chính thức chia tay khiến người hâm mộ hoang mang và lo lắng. Trong khi Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng, thì nữ diễn viên sinh năm 1970 chia sẻ bài viết nói về chuyện tình cảm bị rạn nứt với Kiều Minh Tuấn, kèm dòng tâm trạng. Có điểm, nếu chuyện này xảy ra thật, thì sẽ thế nào nhỉ? Cát vẫn sống và vẫn bước. Thế thôi, ai thích chuyện này thì cho xin cái like nè. Ngoài ra, khi được một fan bình luận, em vẫn mong chuyện tình cảm của chị bền vững, thì Cát Phượng lại trả lời đầy ẩn ý, trên đời này không có gì là bền vững đâu em. Rồi sau đó, khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Syria, Cát Phượng lại chia sẻ hình ảnh cô chụp cùng Kiều Minh Tuấn và con trai cách đây một năm, kèm dòng trạng thái. Việt Nam vô địch, nhưng cơ hội Việt Nam lại thắng, cát đây chia sẻ lại những hình ảnh này. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Việt Nam ơi, gia đình cát ơi, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc nào. Trong buổi công chiếu Hoán Đổi, cặp đôi chị em xuất hiện tay trong tay tình cảm trước thông tin rạn nứt, chia sẻ về những tin đồn đã qua, nam diễn viên Em Chương 18 cho biết. Chúng tôi luôn bị đồn hoặc báo chí cũng đưa ra những bài báo làm mình hoang mang. Khán giả cũng như bạn bè rất hoảng hốt và hỏi rất nhiều trong khi hai đứa không có chuyện gì cả. Tin đồn thì lúc nào cũng có nên mình đừng đá động đến nó. Dù mình lên tiếng chuyện này thì sau này vẫn cứ xảy ra vấn đề khác, tin đồn khác. Tốt nhất mình im lặng để những tờ báo không chính thống biết rằng dù có đá vô mình cũng không làm được gì mình. Đứng trước những tin đồn như thế, cách tốt nhất là tôi sẽ im lặng để tin đồn lắng xuống vì nó cũng chỉ là tin đồn. Còn nếu lên tiếng coi như mình hỗ trợ thêm cho những tờ báo không chính thống đưa tin cho khán giả mà không có căn cứ. Cát Phượng cho biết, có rất nhiều anh chị nghệ sĩ, bạn bè và nghe khán giả liên tục gọi điện hỏi thăm vì họ quá bất ngờ và lo lắng cho những tin đồn đó. Cô cũng định lên tiếng, nhưng Kiều Minh Tuấn càng ngăn. Rất nhiều anh chị em, bạn bè đã gọi điện thoại hỏi về chuyện của chúng tôi. Anh Tuấn bảo tôi là tin đồn thì em lên tiếng làm gì? Mình càng lên tiếng thì những tờ báo không chính thống lại càng có lợi.
Tôi nghĩ rằng những tờ báo tôi gọi là báo lá cải mà vẫn cứ đưa tin nghĩa là sức hút của chúng tôi vẫn còn. Nếu không thì họ đâu đưa tin về chúng tôi làm gì. Nếu giữa tôi và anh Tuấn có xảy ra thì chính thức tôi sẽ lên tiếng. Còn tất cả các báo chỉ là tin đồn thổi nên quý vị khán giả yên tâm và anh em nghệ sĩ cũng hãy yên tâm. Khi nào người trong cuộc chưa lên tiếng thì khán giả hãy cứ tin là chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Vợ cũ Thái Hòa chia sẻ. Ngoài ra, khi hay tin diễn viên Lê Bình và Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi, Kiều Minh Tuấn và các phường cũng đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ hai nghệ sĩ nêu trên. Chia sẻ về việc nghệ sĩ Hồng Vân và Đàm Vĩnh Hưng bị các tài khoản mạo danh quyên góp tiền ủng hộ nghệ sĩ, các phường cho biết mình cũng gặp trường hợp tương tự và kêu gọi mọi người tỉnh táo để không bị những người xấu giả danh nghệ sĩ trục lợi. Điều các phường nhận ra sau 10 năm yêu Kiều Minh Tuấn kém 18 tuổi. Quý vị thân mến, chuyện tình hơn kém nhau 18 tuổi của các phượng và Kiều Minh Tuấn luôn nhận được nhiều sự quan tâm ngưỡng mộ của khán giả vào mọi thời điểm. Đặc biệt, đoạn clip Kiều Minh Tuấn bật khóc muốn bày tỏ mong muốn là có con với các phượng sau 10 năm yêu nhau trong một chương trình truyền hình mới đây càng khiến cho khán giả xúc động. Riêng các phượng trên trang cá nhân, cô đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ khá dí dỏm, tiết lộ cách thể hiện tình cảm của Kiều Minh Tuấn suốt một thập kỷ qua. Các phường viết, sáng đạp xe mỏi cái chân anh ấy tiếp sức cõng ngay vào liền, cảm xúc xíu là anh ấy sẽ đút cho ăn và cho uống thuốc. Đi những sự kiện anh ấy luôn muốn cho cả thế giới biết, tôi luôn yêu và trân trọng cô ấy từng giây phút. Và đó là những khoảnh khắc của 10 năm trước, 10 năm sau anh ơi em đạp xe mỏi chân, mỏi thì ngồi xuống nghỉ cho hết mỏi rồi về. Anh ơi em sốt rồi, sốt thì mở tủ mà lấy thuốc uống, nhưng trước khi uống nhớ xuống bếp coi còn gì ăn không. Ăn một miếng lót dạ rồi hãy uống thuốc. Đi ra đường thì sao ta? Mạnh ai nấy đi. Vậy đi. Nếu chuyện đó có xảy ra, ta hãy cười trước đã. Thời gian 10 năm bên nhau của các Phượng và Kiều Minh Tuấn trải qua biết bao sóng gió. Sự quan tâm của nam diễn viên dành cho cô cũng dần thay đổi, nhưng là để gắn kết mối quan hệ thêm bền chặt hơn. Sau khi đăng tải bài chia sẻ, các Phượng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp như Hoài Linh, Quyền Linh, Tiến Luật và người hâm mộ về một chuyện tình đẹp trong showbiz. Còn nhớ vừa mới đây khi tham gia chương trình Là Vợ Phải Thế, cặp đôi từng chia sẻ khát khao có con. Dù ít khi bận tâm về khoảng cách tuổi tác, nhưng khát khao có con luôn thường trực trong lòng Kiều Minh Tuấn. Đó là nỗi trăn trở của cả hai người. Nhắc tới ước mơ nho nhỏ này, Kiều Minh Tuấn bật khóc nói: "Tôi rất muốn có con với các Phượng." Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn vẫn chấp nhận thực tại khi nhận ra rằng nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ nên người không phải chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, cả hai quyết định toàn tâm toàn ý nuôi con trai các Phượng trước khi có em bé. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn yêu nhau đến nay được 10 năm, nhưng nữ diễn viên vẫn từ chối không muốn tổ chức lễ cưới, dù đã đăng ký kết hôn. Cô cho rằng mình không có số được làm cô dâu, cứ mặc đồ cưới thì hôn nhân sẽ rạn nứt giữa chừng. Nữ diễn viên thừa nhận rằng tình yêu bền bỉ và sự quan tâm của anh đã khiến trái tim tưởng như mài đóng băng của cô tan chảy. Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí, các Phượng đều tuyên bố nếu mối tình của cô và Kiều Minh Tuấn không đi tới đâu, nữ diễn viên sẽ khép cửa trái tim mình mãi mãi. Choáng với số tiền các Phượng và Kiều Minh Tuấn quyên góp được để ủng hộ Lê Bình, Mai Phương lên đến hơn 600 triệu. Quý vị thân mến, các Phượng vào tận viện trao tiền nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Mai Phương. Từ khi nghe tin diễn viên Mai Phương phải điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi các Phượng và Kiều Minh Tuấn đã vào tận viện để thăm hỏi, động viên đồng nghiệp. Đồng thời, cả hai còn kêu gọi các mạnh thường quân, nghệ sĩ cùng chung tay giúp Mai Phương có kinh phí để điều trị bệnh. Ngày 23 tháng 8, các Phượng thông báo đã quyên góp được 259,5 triệu đồng. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ lên đến là 50 triệu đồng. Đến tối 28 tháng 8, các Phượng chia sẻ tài khoản ngân hàng của Kiều Minh Tuấn tiếp nhận thêm 202,25 triệu từ những mạnh thường quân mong muốn giúp sức để Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi đến tận viện trao số tiền cho diễn viên cỏ dại, các Phượng chia sẻ, bé Mai Phương gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những khán giả luôn yêu thương, chia sẻ cái tình đến em ấy những lúc bệnh như vậy. Em ấy rất xúc động, em ấy hôm nay thần thái tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói, mầm móng ung thư của em đang teo lại, mọi người an tâm nhé. Ngoài trợ giúp đàn em thân thiết, các Phượng cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ diễn viên Lê Bình đang điều trị ung thư phổi cùng khoa với Mai Phương. Theo cập nhật mới nhất, tài khoản Kiều Minh Tuấn đã thu được 149 triệu hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình. Đến thăm chú cười rất tươi, nhưng nụ cười đó tôi thấy có niềm xúc động vì chú không nghĩ mình được khán giả yêu thương nhiều đến vậy. Chú nói giọng rưng rưng, cho chú gửi lời cảm ơn khán giả rất nhiều nhé Phượng. Chú sẽ nhớ hoài cái tình nghệ sĩ gửi đến chú, đặc biệt là cái tình khán giả ở gần xa. Sức khỏe của chú hiện tại ổn,
da dẻ hồng hào lắm, các Phượng viết trên trang cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.